Thực hiện đề án số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về việc bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, sau hơn 3 năm thực hiện đã phát huy hiệu quả bước đầu để tiếp tục triển khai trong thời gian tới. Ông Ngô Văn Tuấn là bí thư chi bộ, đồng thời là trưởng thôn Dưỡng Phú, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động. Thời gian qua, cùng với ban chi ủy và lãnh đạo thôn, ông Tuấn không chỉ quán triệt, triển khai các nghị quyết các cấp và chi bộ thôn, mà còn trực tiếp xuống cơ sở vận động nhiều hộ dân hiến đất thổ cư, đất nông nghiệp để làm đường giao thông thôn. Tuyên truyền giải thích cho các hộ dân thực hiện chủ trương của tỉnh, huyện Kim Động về kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cấp ủy chi bộ thì đã vận động, động viên thì gia đình là tự tháo dỡ. Thế trong năm 2018 là tự gia đình đã tháo dỡ những cái công trình đã xây dựng, còn các hộ mới là không có hộ nào xây dựng thêm. Tập trung sự lãnh đạo thống nhất, sự chỉ đạo của chi bộ đối với các ban ngành đoàn thể, tạo thành một cái hệ thống thống nhất trong tổ chức điều hành, trong quản lý và trong vận động tuyên truyền thực hiện chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Vai trò người đứng đầu, bí thư kiêm trưởng thôn mà, thì vậy thì anh kết hợp hài hòa, lúc nào là lãnh đạo, lúc nào là điều hành. Cái đó đồng chí trưởng thôn chúng tôi hiện nay mà nói là về năng lực đã đáp ứng được cái yêu cầu điều hành xây dựng một cái thôn, một cái làng văn hóa ở một cái có diện tích rộng, dân cư đông. Một trong những vấn đề mà đề án số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu là thông qua việc giới thiệu, đào tạo, bồi dưỡng và trải qua quá trình thực tiễn tại cơ sở, các đồng chí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn được tích lũy kinh nghiệm để tiếp tục phấn đấu kế cận đội ngũ công chức và lãnh đạo xã, phường, thị trấn trong thời gian tới. Đội ngũ bí thư là trưởng thôn mà chúng tôi hiện nay đang cơ cấu là cái lớp rất trẻ, sau này thì từ cơ sở dần lên với công tác xã thì sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, có trình độ đại học. Thứ hai là trung cấp chính trị thì chúng tôi đang tiếp tục, tức là sẽ các đồng chí chưa đi học thì tới đây trong thời gian tới sẽ bố trí cho đi học. Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn tại cơ sở đã và đang phát huy vai trò trách nhiệm của ban chi ủy, lãnh đạo thôn trong rất nhiều lĩnh vực, điển hình như chỉ đạo phát triển sản xuất, xử lý ô nhiễm môi trường, giải phóng mặt bằng, đặc biệt là huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, cũng như lĩnh vực quản lý đất đai, giải quyết các tồn đọng do lãnh đạo thôn, xã trong quá trình quản lý đất đai tại địa phương. Công tác lãnh đạo chỉ đạo của đồng chí bí thư trưởng thôn có vai trò hết sức quan trọng. Các đồng chí là những người đã truyền đạt các cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trực tiếp thống nhất đến người dân, đến cán bộ đảng viên, cho nên là có cái tinh thần thực hiện rất là tốt trong cái việc xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, hay là trong cái việc quản lý đất đai chất lượng hơn, kịp thời hơn, và khi có những vi phạm thì báo cáo và xử lý quyết liệt kịp thời, không để xảy ra như trước đây.